Kính chào quý khách, tôi tên là Tuấn, chủ xưởng sản xuất gốm sứ Tâm Linh Ngọc Khuyến. Hôm nay tôi xin giới thiệu mẫu quách tiểu một bộ quách sen phình trắng vẽ trên nền màu vàng và màu xanh. Xin mời quý khách ngắm chi tiết mẫu sản phẩm. Đây là cái quách sen phình men trắng vẽ vàng, hai màu, màu vàng và màu xanh. Kích thước của cái quách này là dài 76, rộng 40, cao 40. Trọng lượng từ 45 đến 48 kg. Họa tiết hoa văn là hoa sen được đắp nổi, tỉa tay rất là chi tiết, sau đó được vẽ trên nền màu vàng và màu xanh. Bộ quách tiểu này dành cho người mạnh kim. Cái tiểu kích thước là dài 64, rộng 30, cao 30, trọng lượng từ 25 đến 28 kg. Họa tiết hoa văn hoa sen đắp nổi, cái tiểu nằm trong lòng cái quách. Đây là cái tiểu quách sen phình trắng vẽ hai màu, họa tiết hoa sen đắp nổi đối xứng hai bên. Chữ thọ vuông là hướng chân. Hoa sen bên này đối xứng, được đắp nổi đối xứng như bên kia. Chữ thọ tròn là hướng đầu. Nắp của tiểu sen phình trắng vẽ hai màu, họa tiết hoa sen được đắp nổi, sau đó vẽ trên nền hai màu là vàng và xanh. Trong lòng tiểu được tráng men để tăng độ bền cho sản phẩm, tạo tính thẩm mỹ và thuận lợi trong việc lau chùi sau khi bao sái. Trong lòng tiểu được tráng men để làm cho độ bền, tăng độ bền hơn, thuận lợi trong việc lau chùi. Quý khách mua hàng kiểm tra hàng gõ thấy con là hàng chất lượng, bởi vì hàng được đun nhiều độ, nhiệt độ cao cho nên là độ bền là vĩnh cửu rồi. Đáy của tiểu không tráng men, bốn góc vuông thành sát cạnh. Cái quách trắng vẽ hai màu, họa tiết hoa văn hoa sen, họa tiết hoa văn hoa sen được đắp nổi đối xứng hai bên. Chữ thọ vuông là hướng chân. Bên này cũng họa tiết hoa sen đắp nổi hai bên. Chữ thọ tròn là hướng đầu. Nắp quách được đắp nổi hoa sen đối xứng, vẽ hai màu. Trong lòng của nắp quách được tráng men để tạo độ bền, tăng tính thẩm mỹ, thuận lợi trong việc lau chùi khi bao sái sản phẩm. Trong lòng của quách được tráng men để tăng độ bền cho sản phẩm. Quý khách hàng mua hàng kiểm tra hàng kêu con là hàng đảm bảo chất lượng, bởi vì sản phẩm được đun ở nhiệt độ rất cao, 1250 độ C, cho nên là yên tâm tuyệt đối. Lòng của quách, đáy của quách không tráng men, bốn góc vuông thành sát cạnh, được đắp nổi tỉa tay rất là chi tiết. Xin kính chào quý khách hàng, tôi là Nguyễn Anh Tuấn, chủ xưởng sản xuất gốm sứ quách tiểu Ngọc Khuyến.
địa chỉ số 122 xóm 5 Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội, cách chợ gốm Bát Tràng 20m. Quý khách hàng gần xa có nhu cầu mua hàng quách tiểu, chúng tôi sẽ vận chuyển tận nơi trên địa bàn toàn quốc. Khi khách hàng kiểm tra hàng không có bị cong vênh sứt mẻ và đúng mẫu sản phẩm thì sẽ nhận hàng. Nếu không đúng theo quy chuẩn mẫu sản phẩm, quý khách hàng sẽ trả lại hàng. Nếu quý khách hàng có nhu cầu về Bát Tràng, xin trân trọng mời qua showroom gốm sứ Quách Tiểu Ngọc Khuyến tại địa chỉ số 122 xóm 5 Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội, cách chợ gốm Bát Tràng 20m để tham quan. Xin cảm ơn quý khách đã theo dõi hết video clip. Hẹn gặp quý khách ở showroom gốm sứ Quách Tiểu Ngọc Khuyến, địa chỉ số 122 xóm 5 Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội, cách chợ gốm Bát Tràng 20m. Xin cảm ơn. Kính mời mọi người vào tham quan xưởng sản xuất gốm sứ Tâm Linh Ngọc Khuyến. Đây là những cái bộ sản phẩm là được thành phẩm được đổ từ rất là sáng sớm, từ bây giờ là đang tạo thành phẩm để lấy hàng ra. Chú Bang ơi, chú Bang xem nhìn cái hàng này xem có được chưa? Mấy phút thôi là được ạ. Chú kiểm tra xem hàng xem có được, đảm bảo hắn lấy ra không nhỡ nó trục trặc nhé. Sau khi đổ khuôn ở dưới tầng 1 xong để tạo nên thành phẩm là một cái quách như này thì chúng tôi sẽ tiến hành cùng người thợ kiểm tra hàng và sẽ cắt hàng và tỉa lại. Chị Hạnh ơi, những cái này là khi mà cái phôi thành phẩm này nó có rất nhiều bao vía, chị sẽ sửa cẩn thận cho em nhé. Còn những cái hoa văn này nó chưa được sắc nét thì sau cái công đoạn mà chị cắt lợi cho em là chị tiến hành chị tỉa lại cho em cho sắc nét nhé. Khi mà đây là một cái quách hoa sen, sau khi tạo thành phẩm xong đã được sắc nét như này, nhưng để đảm bảo tính thực tế cao hơn và chất lượng ngày càng nâng cao lên, chúng tôi lại phải hoàn mỹ bộ sản phẩm này bằng cách tỉa tay thủ công. Với một cái quách này tỉa trung bình là phải tỉa mất nửa ngày mới được một cái quách. Đấy. Tất cả những hoa sen được đắp nổi mà sắc nét là phải qua được bàn tay thủ công của người thợ, nghệ nhân thợ giỏi tỉa lại. Ban đầu là đã sắc nét nhưng mà để đảm bảo tính kỹ mỹ thuật cao, đó, người thợ làm nghề lâu năm lại phải dùng tỉa tay bằng thủ công rất chi tiết. Đây là cái lò ga của xưởng sản xuất gốm sứ Quách Tiểu Ngọc Khuyến. Cái lò này là rất là to, khối lượng là nó khoảng 10 khối. Nó có thể đun là được gần 40 bộ hàng ở nhiệt độ 1250 độ C, sử dụng dây chuyền rất là hiện đại, là đun bằng công nghệ khí đốt là bằng ga. Đây là cái cửa lò ga. Cửa này rất là to, sau khi mà mình đốt lò xong để nguội, mình mở cửa ra để kéo lò ra. Hai bên tay tôi chỉ đây là hai cái đường phà để kéo ra, bởi vì cái trọng lượng của cái khối lượng gần 40 bộ hàng trên một cái phà này nó rất là nặng, cho nên cần phải có một cái đường gòn này để kéo ra để giảm tải trọng đường kéo.